Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc đồng hồ đến từ một người nhận độc lập, một thành viên khác của tổ chức AHCI. Nếu mà bạn chưa biết AHCI là gì thì các bạn có thể tham khảo tại video review chiếc đồng hồ Speak Marine Đông Sơn Tourbillon mà tôi sẽ để link ở phần description ở bên dưới. Chiếc đồng hồ này đến từ thương hiệu FV Zone, được thành lập bởi Franco Expo Zone. Cái tên này thì nghe có vẻ xa lạ với cả một số người, nhưng mà ông hiện đang là một nghệ nhân đồng hồ nổi tiếng nhất hiện nay. Nhưng mà tôi sẽ không đi quá sâu vào phần thương hiệu, và tôi sẽ giới thiệu chiếc đồng hồ đang ở trên tay đây. Mẫu đồng hồ này có tên là Octa Loon, nằm trong bộ sưu tập Octa của thương hiệu FV Zone. Trước hết thì tôi sẽ đi về phần bộ vỏ đồng hồ. Bộ vỏ có đường kính 40mm, được làm từ vàng hồng và được đánh bóng toàn bộ. Nhiều người cho rằng phần vỏ được đánh bóng quá nhiều sẽ làm mất đi cái vẻ nam tính của chiếc đồng hồ, nhưng mà FV Zone đã biết cách tạo điểm nhấn khá thú vị. Như các bạn có thể thấy ở đây thì phần mặt sau và phần vành bezel có thiết kế chồm ra ngoài một chút so với cả phần cạnh đồng hồ, thì chính cái thiết kế này làm cho chiếc đồng hồ có thêm cái góc cạnh cần thiết và tăng thêm vẻ nam tính. Đúng chỉnh giờ được thiết kế ở góc 3 giờ khá là quen thuộc với mọi người. Thiết kế đúng chỉnh giờ thì ở giữa hơi lồi một chút, giúp người dùng có thể gọi dễ dàng kéo đúng chỉnh giờ ra và để chỉnh khá dễ. Và thiết kế hơi dẹt ở trên đúng chỉnh giờ, các bạn có thể thấy hai dấu chấm ở đây. Hai dấu chấm này thì thực sự là tôi cũng không nắm rõ được nguồn gốc của nó, nhưng mà theo suy đoán thì hai dấu chấm này tượng trưng cho hai dấu chấm trên tên thương hiệu FV Zone. Chính xác thì người ta sẽ viết là F.P.Zone. Chiếc đồng hồ có càng nối dây cong, có thể dễ dàng ôm sát với cổ tay người đeo. Sử dụng bộ dây da cá sấu. Nhưng mà một điểm đặc biệt của dây da này đó chính là FV Zone sử dụng dây da cá sấu ở cả hai mặt. Mặt trước thì có những đường vân khá là lớn, còn mặt sau chúng ta những cái đường vân thì nhỏ hơn. Thì thông thường thì những hãng đồng hồ sẽ sử dụng dây da cá sấu ở một mặt trước này thôi, còn mặt sau thì họ sẽ sử dụng dây da bò để làm cho dây mềm hơn. Thiết kế hai mặt dây da cá sấu thì có thể cứng hơn một chút, nhưng mà bên cạnh đó thì nó sẽ giúp tăng cái độ bền của dây và giúp tuổi thọ dây được dài hơn. Và một điểm đặc biệt khác thì có thể thấy ở đây đó chính là cần gạt, với cần gạt rất nhỏ này. Nếu bạn muốn thay dây, bạn chỉ cần đơn giản là gạt cái cần gạt này sang bên này là có thể tháo dây ra dễ dàng. Với những chiếc đồng hồ khác thì có thể bạn phải dùng một công cụ đặc biệt để chọc vào đây và để kéo cái lẫy ra. Nhưng mà với cái này thì bạn chỉ cần kéo đây là được, và sẽ giúp cho tay đồng hồ sẽ không bị xước trong những lần tháo lắp. Chiếc đồng hồ sử dụng bộ khóa bằng vàng hồng cùng chất liệu với bộ vỏ. Bộ khóa này thì cũng được khắc tên thương hiệu FV Zone và thêm dòng chữ là Evenit et Facit. Và thực sự thì tôi cũng không đọc chính xác được cái dòng chữ này đâu, bởi vì nó tiếng Latin. Nhưng mà chúng ta có thể tạm hiểu là cái dòng chữ này có nghĩa là sáng tạo và thực hiện. Tóm lại thì cái câu này có nghĩa là FV Zone đã sáng tạo và đã chế tác nên chiếc đồng hồ này. Đó chính là cách mà FV Zone đánh dấu những cái được con tinh thần của mình. Vâng, tiếp đến thì tôi sẽ đi vào phần mặt số chiếc đồng hồ. Thì mặt số chiếc đồng hồ trông thì có vẻ khá là bình thường đúng không? Nhưng mà thực sự thì nó không bình thường một chút nào. Phần khung của cái mặt số này thì được làm bằng vàng trắng 18K. Thông thường những mặt số khác thì chỉ được làm bằng thép hoặc bằng bạc. Thì riêng mặt số này thì có được làm bằng vàng. Phần trung tâm mặt số chúng ta có những họa tiết Guilloche, Cloud de Paris khá là quen thuộc với những mẫu đồng hồ cổ điển. Ở góc 4 giờ chúng ta có một mặt số phụ chỉ dây. Nhưng mặt số phụ chỉ dây này thì được hoàn thiện bởi những cái đường vân xoáy tròn đồng tâm. Ở góc 7 giờ chúng ta có một lịch tuần trăng, và tất nhiên là cái lịch tuần trăng này có mặt trăng cũng được làm bằng vàng. Góc 9 giờ chúng ta có một bộ hiển thị thời lượng clock lên tới 120 giờ. Với một chiếc đồng hồ tự động thì thời lượng clock 120 giờ là cực kỳ hiếm. Thông thường thì nó chỉ có thời lượng clock tầm khoảng từ 42 cho đến cùng lắm là lên đến 70 giờ thôi. Còn riêng chiếc này thì có lên tới 120 giờ. Ở góc 11 giờ chúng ta có một cái bộ hiển thị ngày, nhưng mà có kích thước khá là lớn.
Về kích thước lớn như này nên Epizone phải sử dụng đến hai đĩa ngày, một đĩa chỉ hàng chục, một đĩa chỉ hàng đơn vị, thay vì một đĩa ngày như thông thường. Cái thiết kế hai đĩa ngày này sẽ phức tạp hơn một đĩa ngày, nhưng tất nhiên là giúp cho người dùng có thể quan sát một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng quan sát mặt sau của chiếc đồng hồ này xem có gì nhé. Mặt sau có một màu khá là chói, đó chính là màu vàng. Và chiếc đồng hồ này thì có bộ vỏ là bằng vàng, mặt số là bằng vàng, và phần lớn bộ máy thì cũng được làm bằng vàng nốt. Những cầu nối, khung máy, những bánh răng, bánh xoay cân bằng, bộ thoát, tất cả đều làm được vàng 18K. Trong khi đó riêng rotor này thì lại được làm từ vàng 22K. Và 22K thì nó sẽ mềm hơn vàng 18K một chút, nhưng mà có trọng lượng lớn hơn và giúp lên dây cót dễ dàng hơn. Và có một điểm khá là đặc biệt ở đây là bạn có thể thấy là cái rotor này hơi bị lệch tâm. Phần này nó sẽ chừa ra ngoài một chút đúng không? Đây ở dưới lại thừa ra ngoài một chút. Nhưng mà phần trên lại khít. Đó. Vì thiết kế bộ máy này không phải là hình tròn mà là hình hơi bầu dục một tí. Tại sao tôi lại nói là phần lớn những cái chi tiết máy được làm bằng vàng chứ không phải là tất cả chi tiết máy đều được làm bằng vàng? Rất đơn giản thôi. Bởi vì bộ máy thì có những một số cái linh kiện, một số cái chi tiết thì cần khả năng chịu lực lớn. Và vàng thì mềm hơn thép và khả năng chịu lực của vàng thì cũng không bằng được thép. Em một cái số chi tiết như là đinh vít ở đây này thì sẽ phải sử dụng thép thay cho vàng. Một điểm đặc biệt khác mà tôi quên chưa nói lúc trước là làm sao mà chiếc đồng hồ này có thời lượng cót lên tới 120 giờ. Đầu tiên là chiếc đồng hồ này sử dụng một sợi dây cót khá đặc biệt và cực kỳ dài. Nếu kéo thẳng ra thì cái độ dài của dây cót phải lên tới 1 đến 2 mét, được cuộn chặn lại bên trong hộp cót, bên trong bộ máy đồng hồ này rồi. Và chi tiết thứ hai đó chính là khả năng lên dây cót cực kỳ đặc biệt. Nếu bạn xoay rotor theo như này, theo hướng như này thì dây cót sẽ được kéo lên. Nhưng mà nếu bạn xoay rotor theo hướng ngược lại như thế này thì không ảnh hưởng gì đến dây cót cả. Chính những cái cơ chế như thế này sẽ giúp cho chỉ cần một cái cử động nhỏ nhất thôi là có thể lên dây cót được rồi. Và nếu tính trung bình thì rotor quay 274 vòng là đủ dây cót trong một ngày. Bởi vì bộ máy được làm từ chất liệu vàng, việc hoàn thiện khá là dễ hơn so với cái chất liệu thép. Như tôi đã nói lúc trước thì vàng sẽ mềm hơn thép. Ở phần cầu nối đây thì các bạn có thể thấy những cái đường vân Cortex Designer. Nhưng mà thay vì được thiết kế sọc như bình thường thì thiết kế cong theo bộ máy. Ở phần khung máy thì sử dụng vân tròn Velux. Những cầu nối thì đều được vát cạnh. Rotor thì được trang trí với những đường vân Guilloche. Ở giữa thì chúng ta có tên thương hiệu và cái dòng chữ Invenit Deficit khá là quen thuộc và tôi đã nói trước rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ thực hiện thao tác chỉnh giờ trên chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này núm chỉnh giờ có 3 nấc. Nấc đầu tiên là để lên dây cót. Vâng, mặc dù là chiếc đồng hồ tự động nhưng mà nó có được thêm cơ chế lên cót tay, nghĩa là bạn nếu chiếc đồng hồ này mà đang trong trạng thái là hết cót, bạn có thể vặn đây để lên dây cót thay vì phải lắc đồng hồ kéo ra một nấc nữa nhẹ thôi. Thì ở đây có hai cái chế độ chỉnh ngày. Nếu bạn xoay lên trên, xoay theo chiều lên trên như này này thì sẽ chỉnh cái lịch tuần trăng ở đây. Và tôi sẽ thử xoay cho bạn xem. Đó, và bạn thấy lịch mặt trăng đang di chuyển dần rồi. Nếu mà xoay xuống dưới thì là chỉnh lịch ngày ở góc 11 giờ. Và một điểm đặc biệt khác của máy này đó chính là cái lịch ngày thì sẽ nhảy vào ngay lúc 12 giờ và không có cái giai đoạn mà nhảy lịch như những chiếc đồng hồ khác. Với những chiếc đồng hồ khác thì có thể sẽ nhảy lịch và khung lịch ngày này sẽ bị lệch trong khoảng từ 11 rưỡi cho đến tầm khoảng 1 đến 2 giờ tùy tùy theo chiếc đồng hồ. Nhưng mà riêng chiếc đồng hồ này thì lịch sẽ nhảy ngay lập tức vào lúc 12 giờ. Rút ra thêm một lần nữa thì bạn có thể chỉnh giờ phút như bình thường. Và cái này thì ai cũng biết làm rồi. Và bây giờ tôi sẽ thử lên tay chiếc đồng hồ này. Với đường kính 40 mm thì có lẽ là chiếc đồng hồ này phù hợp với mọi cổ tay của đàn ông. Đây là kích thước cực kỳ quen thuộc và đây là kích thước trung bình cho tất cả
mọi người ai cũng thể đeo được. Mẫu đồng hồ FP Zone Octaloon hiện đang được bán với mức giá hơn 45.000 đô. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể truy cập trang web gia bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.